Sống im miếng lặng đủ em. Bao bao. Ê vô hòn đất. Ok. Shake my world. Dâm chưa thể qua ít. Lời kêu trong đêm mang tiếng nói ta được vương tầm. Thằng ở phía sau tụi nó vẫn đang chơi ưu mầm. Lại phải khăn say để mày thấy ta được phong thần. Phép sư to cho mày hết tụi tao không cần. Lời kêu trong đêm mang tiếng nói ta được vương tầm. Thằng ở phía sau tụi nó vẫn đang chơi ưu mầm. Làm sao cho cả mắt đã thấy được phất khi tao đứng trên mảnh đất âm nhạc. Tụi tao vương tầm. Được gọi là level. Mấy thằng nhóc ác I say I never. Muốn cậu nặng hạt cho nên anh phải khác ra việc này rải rác nên toàn như tay mơ. Mơ hãy tỉnh anh vẫn còn chưa biết con biết này chưa giết thì mọi chuyện vẫn chưa xong. Xuất phát điểm là mất thời gian đó một đám người đang ngỏ muốn anh về tay không. Ai giữa chân anh đó em. LB, còn phản phất mùi vị Chanel. Mấy em muốn đứng được trên đây thì phải tập làm việc cùng với Gmail. Còn nếu sống phát đừng nghĩ mình real gang. Quăng một check để tụi mày tiêu tan. Anh cố gắng cho bản thân mình vươn tầm để bây giờ đang nằm trên nhật rap Kiên Giang. Tiền về đầy ở trong nhà ban nên ở bên tai nhịp bay được vang lên. Chỗ anh ngồi không thể nói sang tên. Anh tiếp tục nhân đôi con số lại tăng lên. Đập tay chéo thể hiện tình anh em. Bỏ chất xám đi qua từ canh đêm. Đừng tranh lên mà thử nhìn anh xem ngọn lửa bừng nhanh hơn. Nổ thì cho anh chen. Lời kêu trong đêm mang tiếng nói ta được vươn tầm. Thằng ở phía sau tụi nó vẫn đang chơi ưu mầm. Phải khăn say để mày thấy ta được phong thần. Phép sư to cho mày hết tụi tao không cần. Lời kêu trong đêm mang tiếng nói ta được vương tầm. Thằng ở phía sau tụi nó vẫn đang chơi ưu mầm. Làm sao cho cả mắt đã thấy được phất khi tao đứng trên mảnh đất âm nhạc tụi tao vương tầm. Cho ai còn nghe anh em tao rap không chia từng phe. Muốn show thì tao đổi flow. Bài này tao sẽ rap chậm để mà uống vô đô tao mấy tô. Mày gặp mấy cô mày lại mám vô ha ha. Khi mà chụp cổ tao để lên răng. Mày chỉ bận tâm cặp đó sao nâng. Anh thầm cố gắng con số tao nhân. Khi tao thất bại tao nhân ngã nhẫn. Các nhà tài trợ mèo tao họ nhận. Thích quần áo gì qua đây họ tặng. Con mèo của mày họ bảo họ bận. Rồi mày lên mày trách đời cay đắng. Khi mà câu tư còn chưa ngay ngắn. Mày lại ảo giác mày chúa tài năng. Được như bây giờ là tao may mắn. Hay là tao làm tao quên cả ăn. Tao nhận phần phèn để mày phần flex. Cho người khác nhận xét nha cu. Tao 100,000 view mày như con kia. Suốt ngày bắt chước từ hạ sang thu.